Bệnh nhân này được phát hiện ung thư vú khi đã ở giai đoạn di căn. Sau khi hội chẩn, các bác sĩ đã cho bệnh nhân được điều trị thuốc đích và đến nay sau một thời gian tuân thủ phác đồ, tình trạng bệnh đã cải thiện rất nhiều. Tôi khi được bác sĩ chẩn đoán thì là cũng giai đoạn cũng muộn, cho nên là tôi rất hoang mang. Nên bác sĩ cũng động viên là thôi cố gắng mà theo phác đồ của bác sĩ. Đến lúc tôi rất yếu, bác sĩ bảo thì nếu mà dùng được thuốc đích thì nên dùng. Tôi cũng cố gắng tuân thủ theo bác sĩ để xong qua hai liệu trình điều trị thì bác sĩ xét nghiệm thì thấy đường máu ổn định thì thấy người nó khỏe lên mà cũng không có tác dụng phụ gì nhiều. Tôi cảm thấy rất lạc quan và sẽ cố gắng điều trị theo phác đồ của bác sĩ và tuân thủ theo bác sĩ là uống thuốc đúng giờ và cũng theo tuân thủ theo bác sĩ là uống theo đúng lộ trình của thuốc để phát huy tác dụng của thuốc tốt hơn. Đây chỉ là một trong số nhiều bệnh nhân đã được điều trị thuốc đích từ giai đoạn tiến xa di căn với kết quả tiến triển tốt. Các bác sĩ cho biết tùy vào tình trạng và đặc điểm bệnh của mỗi người bệnh, liệu pháp trước đó bệnh nhân đã sử dụng, đáp ứng của bệnh nhân mà có các phương pháp điều trị nhắm trúng đích khác nhau. Đối với cái ung thư vú di căn ấy, thì mình sẽ điều trị tùy thuộc vào cái tình trạng trên từng cá thể bệnh. Thông thường những bệnh nhân mà có thụ thể nội tiết dương tính và yếu tố phát triển biểu mô HER2 âm tính thì chúng tôi sẽ lựa chọn liệu pháp nội tiết, thường là điều trị đầu tay. Nếu bệnh nhân không có những cái biến cố, nếu bệnh nhân không cái tình trạng nó không quá cái mức là đe dọa tính mạng thì thực tế chúng tôi đã điều trị những cái bệnh nhân ung thư vú di căn bằng các cái thuốc điều trị đích, thuốc kháng CDK46 đối với bệnh nhân thụ thể nội tiết dương tính hoặc là thuốc kháng HER2 đối với bệnh nhân có HER2 dương tính. Thì bệnh nhân đạt được những cải thiện sống thêm đáng kể. Có rất nhiều bệnh nhân thì khối u của bệnh nhân rất là lớn, nhưng mà sau một khoảng thời gian thì chúng tôi đánh giá lại sau 2 đến 3 tháng thì khối u giảm tương đối nhiều. Và chúng tôi cũng có những bệnh nhân mà khi ban đầu bệnh nhân đến đây thì vì di căn xương bệnh nhân phải ngồi xe lăn, nhưng mà chỉ sau khoảng 3 chu kỳ thì bệnh nhân có thể đi lại được bình thường. Cũng theo các bác sĩ, nếu được phát hiện sớm, điều trị kịp thời, tỷ lệ bệnh nhân ung thư vú được chữa khỏi có thể lên tới 90%. Việc phát hiện ở giai đoạn tiến xa, giai đoạn đã di căn thì sẽ phức tạp hơn. Tuy nhiên, với y học tiến bộ ngày nay, việc điều trị ung thư vú giai đoạn tiến xa đã có điều trị thuốc nhắm trúng đích, hiệu quả và tỷ lệ người bệnh có thời gian sống trên 5 năm có thể lên tới 50%. Đối với ung thư vú tái phát di căn thì sẽ là một cái liệu trình điều trị lâu dài. Nó thường không có một cái liệu trình cố định giống như điều trị giai đoạn sớm. Và đối với những cái thuốc điều trị đích thì đặc biệt là các cái liệu pháp điều trị nội tiết ấy, thì có chỉ định trên những bệnh nhân ung thư vú di căn thụ thể nội tiết dương tính. Nó so với cả hóa chất thì nó sẽ có về cái độc tính thì nó sẽ giảm bớt hơn rất là nhiều. Bệnh nhân sẽ không bị các cái tác dụng phụ như là rụng tóc, mệt mỏi hoặc là các cái triệu chứng liên quan đến buồn nôn hoặc là các cái triệu chứng về đường tiêu hóa thì sẽ giảm hơn nhiều so với cả điều trị hóa chất. Các bác sĩ cũng khuyến cáo để điều trị hiệu quả cũng như duy trì kết quả điều trị, người bệnh cần phải tuân thủ tuyệt đối phác đồ của bác sĩ, không tự ý dừng thuốc, không mua thuốc trôi nổi để tránh mua phải hàng giả. Bên cạnh đó luôn giữ một tinh thần lạc quan, đặc biệt là cần xây dựng cho mình một lối sống lành mạnh cùng chế độ luyện tập thể dục thể thao phù hợp, ăn uống khoa học, ăn nhiều rau xanh, các loại hoa quả và đi tái khám theo đúng lịch hẹn.